Chào mừng các em đến kênh Hoài Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5, bài 51 nha. Trong lúc xem bài giảng của Hoài Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hoài Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập bài 51, bài luyện tập nha. Trước hết là mình sẽ làm câu số 1, đặc tính và tính. 23,75 cộng cho 8,42 cộng cho 19,83. Giờ mình sẽ đặc tính. Giờ tính sao cho hàng phần trăm hẳng cột của hàng phần trăm, hàng phần 10 hẳng cột của hàng phần 10, hàng đơn vị hẳng cột của hàng đơn vị, hàng chục hẳng cột của hàng chục. Giờ mình sẽ cộng từ trên xuống nha. Mình sẽ cộng từ hàng phần trăm trước. 5 cộng 2 bằng 7 cộng 3 bằng 10. Mình sẽ viết 0 nhớ 1. Giờ 7 cộng 4 sẽ bằng 11, 11 cộng 8 bằng 19, thêm 1 sẽ bằng 20. Mình sẽ viết 0 nhớ 2. Giờ 3 cộng 8 thì sẽ bằng 11, cộng 9 sẽ bằng 20, thêm 2 sẽ bằng 22, mình sẽ viết 2, nhớ 2. Giờ hàng chục, 2 cộng 1 bằng 3, thêm 2 nhớ nó thành 5, như kết quả sẽ là 52,00. Như kết quả 0,00 mình có thể bỏ đi, kết quả là 52 nhé. Tiếp theo mình sẽ có phép tính 48,11 cộng cho 26,85 cộng cho 8,07. Giờ mình cũng đặt tính và tính sao cho hàng phần trăm hẳng cột hàng phần trăm, hàng phần 10 hẳng cột hàng phần 10, hàng đơn vị hẳng cột với hàng đơn vị. Giờ mình sẽ cộng từ trên xuống nha. 1 cộng 5 bằng 6 cộng 7 thành 10, 13, mình sẽ 3 nhớ 1. 8 cộng 1 bằng 9 thêm 1 nhớ thành 10, mình sẽ viết 0 nhớ 1. Giờ phải đem xuống. Giờ 8 cộng 6 sẽ là 14, cộng 8 là 22, thêm 1 là 23, viết 3 nhớ 2. Giờ 4 cộng 2 là 6, thêm 2 bằng 8, viết số 8, như kết quả là 83,03 nhé. Như vậy kết quả sẽ là 83,03. Tiếp theo sẽ là 0,93 cộng cho 0,8 cộng cho 1,76. Giờ mình cũng đặt tính và tính sẽ cho hàng phần trăm hẳng cột hàng phần trăm, hàng phần 10 hẳng cột hàng phần 10. Giờ mình sẽ cộng từ trên xuống nha. Giờ mình sẽ lấy hàng phần trăm của hàng phần trăm. 3 cộng 6 thì bằng bao nhiêu? 3 cộng 6 thì bằng 9, mình sẽ viết 9. Giờ hàng phần 10, 9 cộng 8 là 17, cộng 7 sẽ là 24, mình sẽ viết 4 nhớ ha. Giờ phải đem xuống. Giờ 0 cộng 0 cộng 1 bằng 1, thêm 2 bằng 3, như vậy kết quả sẽ là 3,49 nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới đơn cho hai bạn xem nha. Mình sẽ tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2, tính bằng cách hưởng tiện nhất. Câu A là 2,96 cộng cho 4,58 cộng cho 3,04. Như mình thấy là hàng phần trăm, đây là số 6, này đây số 4. Số cộng 6 cộng 4 sẽ hàm tròn đúng không? Nên mình sẽ gom hai số này mà tính trước, sau này mình sẽ tính sau nha. Giờ như mình sẽ gom hai số đó tính trước nha. Như vậy là 2,96 cộng cho 3,04 giờ cộng cho 4,58 đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ lấy 2,96 cộng cho 3,04, mình sẽ tính nhẩm luôn nhé. Mình sẽ lấy hàng phần trăm cộng hàng phần trăm, 6 cộng 4 là 10, mình sẽ viết 0 nhớ 1. Giờ hàng phần 10, 9 cộng 0 là 9, thêm 1 là 10, mình sẽ viết 0 nhớ 1. Giờ dấu phẩy đem xuống. Giờ 2 cộng 3 bằng 5, thêm 1 bằng 6. Như vậy là 6,00, thì 0,00 mình có thể bỏ đi. Mình sẽ viết số 6 là được đúng không? Giờ cộng cho 4,58 lại. Giờ mình sẽ lấy 6 cộng cho 4,58 nha. Như mình thấy là 6 cộng 4 sẽ là 10 đúng không? Giờ 0,58 viết lại. Như kết quả sẽ là 10,58 nha. Giờ như mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B là 7,8 cộng 5,6 cộng 4,2 cộng 0,4. Giờ bây giờ mình sẽ làm thành hai nhóm. Mình thấy là đây là phần hàng phần 10, đây là 8, đây là 2, cộng là sẽ là chọc.
Đây là 6, đây là 4, cộng lại sẽ hành chồng, nên mà sẽ làm thành hai nhóm nha. Như vậy nhóm thứ nhất sẽ là 7,8 cộng cho 4,2 cộng cho nhóm thứ hai sẽ là 5,6 cộng cho 0,4. Giờ như mình sẽ tính nha, 7,8 cộng 4,2 mình sẽ tính nhẩm, mình sẽ lấy hàng phần 10 cộng hàng phần 10, 8 cộng 2 là 10, mình sẽ viết 0 nhớ 1, nhớ phải đem xuống nha. Giờ 7 cộng 4 là 11, khi 1 nhớ thành 12, như là 12,0 thì mình sẽ bỏ phải 0 lên nha, mình sẽ lấy 12 là được. Tiếp theo là 5,6 cộng cho 0,4 thì mình cũng lấy hàng phần 10 cộng hàng phần 10, 6 cộng 4 là 10, mình sẽ viết 0 nhớ 1. Giờ hàng đơn vị 5 cộng 0 bằng 5, thêm 1 sẽ làm 6, như kết quả sẽ là 6,0. Giờ phải 0 thì mình có thể bỏ đi thế này. Như vậy là 12 cộng 6 thì bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 18, đúng này. Giờ tiếp theo sẽ là câu C. 8,69 cộng cho 2,23 và cộng cho 4,77. Mình thấy là hàng phần trăm đây là số 3, số 7, cộng là sẽ là chọn, nên mình sẽ nhóm hai số này mình tính, đúng không? Giờ cái số này mình sẽ tính sao nha. Như vậy là 8,69 mình sẽ viết lại. Mình sẽ nhóm hai số và sao là 2,23 cộng cho 4,77, đúng không? Giờ 8,69 viết lại nha. Bây giờ mình sẽ tính nhẩm nha. 2,23 cộng cho 4,77 bằng bao nhiêu mà sẽ nhận? Mình sẽ lấy hàng phần trăm cộng hàng phần trăm. 3 cộng 7 là 10, mình sẽ viết 0 nhớ 1. Hàng phần 10, 2 cộng 7 bằng 9, khi 1 là 10, viết 0 nhớ 1 thì dấu phải đem xuống. 2 cộng 4 là 6, khi 1 là 7. Giờ 7,00 mình thấy là 7,00 mình có thể bỏ đi. Đúng không? Như vậy là 8,69 cộng 7 thì mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 8 cộng 7 là 15, đúng không? Cộng phải 69 viết lại. Như vậy kết quả là 15,69 nha. Giờ như vậy mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ tiếp theo là câu số 3. Mình sẽ điền dấu lớn hơn, dấu nhỏ hơn hoặc dấu bằng vào chỗ 3 chấm, đúng không? Như vậy bên đây là 5,89 cộng cho 2,34, còn bên đây là 8,32 nha. Như vậy mình sẽ thực hiện phép cộng trước khi mình so sánh, mình mới điền cái dấu bạch khích hợp, đúng không? Giờ thầy sẽ tính nhẩm chỗ này nha. Như vậy là 5,89 cộng cho 2,34, mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng phần trăm cộng hàng phần trăm. 9 cộng 4 thì bằng bao nhiêu? 9 cộng 4 là 13, mình sẽ viết 3 nhớ 1, đúng không? Giờ hàng phần 10, 8 cộng 3 là 11, khi 1 nhớ là 12, mình sẽ viết 2 nhớ 1, dấu phải đem xuống. Giờ hàng đơn vị, 5 cộng 2 là 7, khi 1 nữa thành 8, như kết quả là 8,23. Như bên đây mình tính được là 8,23, còn bên đây là 8,32, đúng không? Mình thấy là hàng đơn vị giống nhau. Hàng phần 10 thì bên đây là số 2, bên đây là số 3. Rõ ràng là 2 nhỏ hơn 3, như có nghĩa là 8,23 sẽ bé hơn, đúng không? Nên mình sẽ điền dấu nhỏ hơn. Giờ bây giờ mình sẽ tính dưới đây. 8,36 cộng cho 4,97. Giờ mình cũng tính nhẩm được. Mình sẽ lấy hàng phần trăm cộng hàng phần trăm. 6 cộng 7 bằng bao nhiêu? 6 cộng 7 bằng 13, mình sẽ viết 3 nhớ 1. Giờ hàng phần 10, 3 cộng 9 bằng 12, khi 1 nhớ thành 13, viết 3 nhớ 1 đi. Giờ dấu phải đem xuống. 8 cộng 4 bằng 12, khi 1 nhớ là 13, kết quả là 13,33. Giờ bây giờ mình sẽ tính bên đây luôn nha. Như vậy 8,97 cộng cho 4,36, mình cũng tính nhận. Mình cũng lấy hàng đơn, hàng phần trăm cộng hàng phần trăm. 7 cộng 6 thì bằng bao nhiêu? Bằng 13, viết 3 nhớ 1. Giờ 9 cộng 3 bằng 12, khi 1 nhớ thành 13, viết 3 nhớ 1 tiếp, dấu phải đem xuống. Hàng đơn vị 8 cộng 4 là 12, khi 1 nhớ thành 13, viết số 13. Như mình thấy là hai bên đều là bằng
13,33, nên ở đây mình sẽ điền dấu bạc nha. Giờ tiếp theo là 14,7 cộng cho 5,6 nha. Giờ mình sẽ lấy hàng phần 10 cộng hàng phần 10. 7 cộng 6 thì bằng 7 cộng 6 là 13, viết 3 nhớ 1. Giờ hàng như vậy, 4 cộng 5 bằng 9, khi 1 là 10, viết 0 nhớ 1. Giờ số 1 này khi 1 bằng 2, như kết quả sẽ là 20,3. Đúng rồi. Giờ bây giờ mình sẽ lấy 9,8 cộng cho 9,75. Như mình thấy là ở đây có hàng phần trăm, bên đây không có, nhưng mà sẽ đem số 5 xuống luôn. Giờ hàng phần 10 cộng hàng phần 10, 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1, dấu phẩy đem số. 9 cộng 9 bằng 18, khi 1 bằng 19, như kết quả là 19,55. Như bên đây là 20,3, bên đây là 19,55. Mình so sánh hàng phần nguyên trước, mình thấy là 20 sẽ lớn hơn. Như vậy có nghĩa mình sẽ điền dấu lớn hơn nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ câu số 4, một cửa hàng ngày thứ nhất bán được là 32,7 mét vải. Ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6 mét vải. Số mét vải bán được trong ngày thứ ba bằng trung bình cộng của số mét vải bán được trong 2 ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải? Như vậy là ở đây người ta nói là ngày thứ nhất bán được bao nhiêu? 32,7. Ngày thứ hai bán nhiều hơn 4,6. Đúng rồi. Như vậy là mình sẽ tính số mét vải ngày thứ hai cửa hàng bán được, đúng không? Bằng cách lấy 32,7 cộng cho 4,6. Giờ sau đó người ta nói là ngày thứ ba số mét vải bán được ngày thứ ba sẽ bằng trung bình cộng của 2 ngày đầu, có nghĩa là cộng lại chia 2, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 4 nha. Như bây giờ mình sẽ tính giờ tính xem ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải trước nha. Giờ ngày thứ hai cửa hàng bán số mét vải như vậy mình sẽ lấy 32,7 cộng cho 4,6 nha. Giờ bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hàng phần 10 cộng hàng phần 10. 7 cộng 6 là 13, viết 3 nhớ 1, dấu phẩy đem số. Giờ hàng đơn vị 2 cộng 4 là 6, khi 1 là 7, viết số 7. Giờ hàng chục, đây là số 3 đem về, như kết quả là 37,3 mét nha. Giờ bây giờ mình sẽ tính xem ngày thứ 3 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải nha. Ngày thứ 3 cửa hàng bán được 6 mét vải là 6 mét vải bán được ngày thứ 3 bằng trung bình cộng của 6 mét vải 2 ngày đầu, có nghĩa mình sẽ lấy ngày thứ nhất 6 mét vải ngày thứ nhất cộng cho 6 mét vải ngày thứ 2, giờ tất cả chia cho 2 nha. Như vậy có nghĩa mình sẽ lấy 32,7 cộng cho 37,3, đúng không? Giờ tất cả chia cho 2. Giờ ở đây mình sẽ lấy nhép cho mình tính nha. Mình sẽ thực hiện phép cộng chứ. 32,7 cộng cho 37,3 thì sẽ được là 70. 70 chia 2 thì bằng 35, đúng không? Như vậy kết quả sẽ là 35 mét nha. Giờ làm số khác là 35 mét, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm khách chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt kém nhé.